Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em đang giới thiệu tới anh em bộ Tuyo điều hòa sử dụng cho dòng Ford Transit 2014 đến 2017 18. Với cái bộ Tuyo này là đầy đủ luôn đấy ạ. Đây là hàng xịn đây ạ. Anh em nhìn nhá. Hàng xịn luôn. Em sẽ giới thiệu sơ qua tới anh em. Trên tay em đang cầm đó chính là cái Tuyo của đường đường cao áp lốc này. Đây. Đấy, nó sẽ có bộ này thì nó rất là loằng ngoằng. Tuyo này là của đường hạ này, da dàn lạnh này. Đó. Và Tuyo này cũng là đây ạ. Bộ Tuyo của nó sẽ gồm bằng này sợi, trông nó rất là bộ đồ sộ luôn. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Rồi. Trên cái bộ Tuyo này thì nó có liền van áp suất luôn. Van áp suất này của nó là van xịn nha anh em nhé. Chờ em một chút. Đây ạ. Đó. Phô luôn. Đó. Đó, van đời 4 rắc luôn. Anh em nhìn thấy không ạ? Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ sản phẩm, đó chính là cái bộ Tuyo điều hòa của Transit V348. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào ạ.